Đi đâu đi xuống. Vô là chiều quên rồi. Thảo gì? Chị ba đứng lên chụp với chị ba. Đứng lên đó chụp. Treo lên chụp. Hả? Treo lên chụp tấm nha. Ờ, treo được không? Hả? Ờ, hai chị em lên chèo đứng đi. Đi, chưa? Để người ta xuống đã. Cái này là cái gì sơn trang quên rồi. Nó đi học thấy đen vậy. Rồi lên đây chị ba. Đúng không? Thấy học đen. Đây, hai chị em mình lên. Hai thấy nó. Đà Lạt mộng Đà Lạt mơ. Chồng này chủ. Mộng mơ đi Đà Lạt. À vâng chị, anh gửi lúc rồi ba hỏi lên hộ em rồi nhá. Đợi chị ra đã. Sao mà rộng dữ trời. Kén căng công lý kìa. Đi xuống bàn tay Phật túc nốt được kia kìa. Ghê vậy. Không bao giờ được chê đâu nha, cứ phải khen. Này vén người lớn vô 30 ngàn cho mấy. Yeah. Ừ. Vén vô 30. Mát thôi chị ha. Mát kìa chứ. Ít thông quá ha. Nó ít thông quá chứ. Bàn tay thường không à. Sướng là đủ. Mình không có lấy này. Đứng ra đây, đứng ra đây, đứng ra đây, đứng ra đây. Pi, 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 pi. Đứng ra đây, đứng ra đây. Rừng thông đẹp ghê không trời. Ông chụp hình sao ế dữ hả? Ông chụp hình sao ế dữ hả? Mấy 30 ngàn tấm hả? Cái gì kia? Tiệm ảnh lấy ngay. Tiệm ảnh. Cái này bàn tay Phật. Này bàn tay Phật là bằng lá ấy nè. Còn cái dưới kia khác. Này bàn tay Phật. Đi nhiều mau đói. Ừ, thôi đi xuống tiếp. Đây. Đây. Đây, đây, ba bạn đứng đây này. Đấy, đứng đây đi. Rồi, ba bạn đứng đây.
Thank you.
Chèo em đây ơi. Ché sáng rồi. Không chả. Đi vô kìa. Anh chụp giùm tấm, anh em tấm. Anh chụp giùm tụi em tấm anh đi. Đâu mà mắt lé, mắt đồi tụi nó. Hết rồi đó. Ờ, trong này chứ có gì đâu trời. Chỉ có tạo cảm chụp hình thôi chứ. Không có gì đặc sắc hết. Đâu có gì đặc sắc nhiều. Đây, đây, vô đây. Luôn, mày ơi, luôn lại đi. Chẳng luôn thế nào.
dài để leo lên mà có rớt rớt lưới chứ đâu. Một trời ơi, mở cái áo khoác ra, mở cái áo khoác ra đi, dính nhiều người quá, dính dính người không à, mở áo khoác ra đi, chụp không có được rồi đó. Bây giờ nó té nha, té xuống là cái cổ to luôn. Tại mấy đứa này nó không quen leo cao. Rồi hai nè. Không quen thì ngồi đừng đứng. Một, hai, hai ba người mà. Ba, sao hai. Rồi. Rồi xuống đi. Rồi được rồi đó. Chặt tay luôn rồi.